Cựu người mẫu Trang Trần và cuộc sống khi sang Mỹ định cư là đề tài được cư dân mạng vô cùng quan tâm trong suốt thời gian qua. Dù đã rời Việt Nam, nhưng cô vẫn bị anti-fan tại quê nhà dí tận cùng, đến mức phải bất lực, thừa nhận mệt mỏi. Mới đây, Trang Trần đã đăng tải clip chia sẻ về cuộc sống bên Mỹ. Cô nhắc đến anti-fan. Trên đời này không ai ác bằng anti-fan đâu. Tôi sang Mỹ cũng vất vả khó khăn. Đầu tiên tôi đi làm dọn dẹp tiệm nail, lau chùi toilet. Tôi làm được 5-6 ngày thì bị anti-fan phát hiện ra. Mình sơ hở vì chụp hình đang ở chỗ làm lên, thế là anti-fan gọi điện tấn công chủ tiệm, lớn giọng xỉa xói người ta. Chủ tiệm sợ quá cho tôi nghỉ việc và cho tôi 2.000 đô, rồi bảo thông cảm cho chị. Tôi sang tiệm phở gần nhà làm, tôi thông minh hơn rồi, không đăng tiệm phở lên, nhưng anti-fan vẫn tìm ra gây sức ép người ta. Tôi lại bị cho nghỉ việc tiếp. Chủ tiệm cho tôi tiền mua ô tô, bảo đền bù cho tôi. Họ bảo cùng quê hương giúp đỡ em không được, thấy em chăm chỉ chịu khó mà anti-fan của em gây sức ép quá. Anh chị không có gì nhiều, cho em 40.000 đô, em mua ô tô rồi đi xin việc. Sang bên này không có ô tô là như không có chân. Xe đấy 45.000, tôi thêm vô 5.000 để mua. Sau đó tôi mua máy cắt cỏ để đi cắt cỏ dạo cho người ta. Bữa cắt cỏ cho nhà một ông Tây, kế bên là nhà của một người Việt. Họ chụp hình tôi đăng lên cộng đồng người Việt ở đây. Anti-fan thấy lại ùa vào mắng nhà ông Tây kia, mà chúng nó nói bằng tiếng Anh luôn, xui thế. Ông Tây bảo thôi từ nay mày đừng cắt cỏ cho nhà tao nữa, thế là tôi bán lại máy cắt cỏ rồi. Đáng lẽ tôi phải đi làm thuê, làm mướn, nhưng giờ anti-fan dồn tôi vào đường cùng rồi. Tôi phải làm chủ luôn, dù tôi không biết tiếng Anh, không biết đường xá, không biết dùng máy tính. Sang bên này cứ thứ hai hàng tuần tôi đi xin cơm từ thiện và hàng tháng nhận tiền trợ cấp. Láng giềng thấy tôi chăm chỉ tội nghiệp mà không hiểu sao tôi bị ghét. Cô nói thêm, tôi không đi làm nữa, lâu lâu ai thuê tôi đi dọn dẹp vệ sinh thì tôi đi, không thì tôi ở nhà. Cứ một tháng người ta cho tôi 3.000 đô tiền mặt nên có tiền trợ, thôi thế cũng được. Dù phải làm thêm nhiều công việc ở Mỹ, Trang Trần khẳng định cuộc sống của cô vẫn tốt. Trước khi ra nước ngoài định cư, nữ người mẫu từng khoe sở hữu sổ tiết kiệm 7 tỷ đồng. Ngoài ra, cô còn có nhà cho thuê tại Việt Nam. Trang Trần bày tỏ, tôi đi làm hay ở nhà vẫn có tiền. Tiền tôi cho thuê nhà bên Việt Nam gửi sang đây, đủ để tôi ăn tiêu thoải mái, nhưng ở nhà không làm gì sẽ buồn người. Xa quê hương thì ai cũng buồn, tôi buồn vì xa bạn bè. Với người quen làm việc như tôi mà ngồi không trong nhà kiểu gì cũng stress, khi còn sức lao động thì cứ làm việc. Ngoài kiếm tiền, làm việc còn để chúng ta thấy mình có giá trị trong cuộc đời này. Gia đình Trang Trần sống trong một căn nhà rộng rãi ở Mỹ, có sân vườn lớn được cô tận dụng để trồng rau quả. Ngoài giờ làm việc, nữ người mẫu tập trung chăm sóc mẹ chồng, ông xã và con gái. Mỗi khi có thời gian rảnh, cả nhà cô ra ngoài đi chơi, tụ họp, ăn uống, ấm cúng. Trang Trần cũng rất được mẹ chồng yêu thương, bà chủ động giúp cô chăm sóc bé Kiến Lửa. Ngoài ra, Trang Trần thường xuyên cùng mẹ chồng livestream nấu ăn thân thiết. Trang Trần chia sẻ, niềm vui của tôi bây giờ chính là nấu ăn. Hiện tại tôi sống ở một đất nước xa xôi, nói chung cũng vì tương lai của Kiến thôi mọi người ạ. Sống bên này, chồng em cũng đi làm từ sáng đến đêm mới về. May mà còn có mẹ chồng chứ không chắc em stress, trầm cảm. Mẹ em cũng hợp về khoản ăn uống, nói chuyện luyên thuyên, chứ phải mẹ chồng mà không ưa, thì tao nói cuộc đời không khác gì tù ngục.